Xin chào bạn, tôi Tú Phan đã nhận các bạn trên trang web đọc fankimtu.com. Thì video hôm nay tôi sẽ nói về cái vấn đề cái phần mềm Photoshop các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái Photoshop CC 2020. Thì nói về cái Photoshop đó, cơ bản đó, thì các công cụ đó, thì tôi cũng hướng dẫn các bạn một cái danh sách về các công cụ Photoshop rồi, cũng tương đối là đầy đủ ha bạn. Rồi cũng tương đối là nhiều cái công cụ cũng đầy đủ. Thì sau khi học xong á thì nhiều khi cũng giống như tôi bất lúc mà tôi học nhiều cái phần mềm gì, học nhiều công cụ, nhiều thứ cho nó đã rồi, đôi lúc cái chúng ta không biết được là chúng ta học phần mềm nó dùng làm gì bạn, và không biết nắm được cái cơ bản là cái mục đích chính của cái dùng phần mềm nó làm gì, chúng ta chỉ biết học thôi. Rồi thì đây tôi sẵn tôi nói luôn ha, thì học Photoshop để làm gì? Học Photoshop á, thì nếu như các bạn nào mà có cái định hướng là chụp hình chỉnh sửa Photoshop á, để làm đám tiệc các bạn, để mở ra những cái phòng chụp studio luôn á, thì các bạn đi theo hướng đó luôn, nghĩa là 50% quyết định cái sự thành công của bạn là bạn sẽ đi chụp hình. Bạn phải biết gì nhiếp ảnh, các bạn biết gì nhiếp ảnh để bạn đi chụp hình cưới rồi đó. Sau khi chụp hình xong thì cái 50% thành công còn lại là bạn sẽ đem về để chỉnh sửa cái hậu kỳ bức ảnh chúng ta. Thì giống như những studio mà chụp hình cưới á, thì nó sẽ chia làm hai loại, một là chụp những cái ảnh ảnh cưới, hay là những cái ảnh cổng các bạn, những ảnh treo trong phòng á, ảnh lớn á, đại khái là nói cho bạn biết là những ảnh cổ lớn á. Thì đó là một loại ha. Loại thứ hai là những ảnh chụp tại các bàn tiệc á, đơn giản có hai thứ thôi. Rồi còn những cái loại chụp hình khác nó đơn giản hơn, như là chụp chụp kỷ yếu, hay là chụp chân dung rồi đó, thì những cái đó đơn giản rồi, lâu lâu thì, hoặc là chụp những lúc mà Tết đến, hay là những cái lễ sinh nhật gì đó, thôi noi đầy tháng đó, thì nó cũng vậy thôi. Rồi thì tôi phân biệt ra cơ bản là có hai loại ảnh ha bạn, ảnh dùng để rửa lớn và ảnh dùng để rửa nhỏ thôi. Cái ảnh cổng là những cái ảnh lớn nè. Rồi thì do nó lớn thì do đó chúng ta phải chỉnh sửa chi tiết cẩn thận hơn, chi tiết cẩn thận hơn. Giả sử như tôi nói đơn giản ha, đơn giản như là một cái bức hình mà khi bạn chụp hình cưới đi, thì chụp ảnh cổng á, thì chụp chân dung á, thì có dâu chú rể luôn, thì bạn chúng ta sẽ chỉnh về màu da nè, rồi da cho sáng cho hồng nè, cho mịn nè, xóa bỏ mụn nè, rồi chỉnh mắt thì cho nó to rõ hay trắng lên, rồi môi hồng lên, rồi răng trắng, rồi càm nhọn gì đó. Đó là chúng ta chỉnh về cái phần chân dung. Rồi chúng ta có thể sử dụng cái phần Photoshop. Và nếu mà các bạn nào mà nếu đã định hướng là học để theo nghề chụp ảnh luôn á, chụp ảnh làm nhiếp ảnh chụp hình cưới luôn á, thì các bạn nên theo những cái học tại những cái studio của bạn. Tại vì ngoại trừ cái việc mà các bạn biết được những cái thao tác cơ bản rồi á, thì mỗi cái studio nó sẽ có những cái nghiệp vụ riêng, đại khái là những cái bí quyết các bạn. Thì các bạn phải biết những cái bí quyết đó để các bạn làm thao tác cho nhanh. Tại vì hầu như là thấy những cái bạn mà chụp hình và chỉnh sửa hình cưới á, ít khi nào mà rảnh lắm, toàn là thấy làm khuya 11, 12 giờ đêm không mà, nhiều khi còn chưa xong để giao cho khách nữa. Bởi vì cái việc mà quan trọng là phải chỉnh sao cho thiệt nhanh và nó cho nó theo một cái chuẩn bạn. Thì cái chuẩn đó như thế nào thì mỗi studio nó sẽ có một cái bí quyết riêng của người ta. Thì nhiệm vụ của bạn là bạn đi học là bạn phải nắm được cái đó. Giả sử như là cái studio đó theo bạn đánh giá là được 10 điểm về cái phần mà chỉnh sửa Photoshop, thì các bạn học thì bạn không phải là học 10 đâu bạn. Bạn học 10 của người ta rồi, nhưng mà bạn phải tự phát triển thêm cái kỹ năng riêng của mình để ra là 10, để cái kiến thức của bạn là 10 hoặc là 15 nữa. Thì để khi đó các bạn ra mở các những cái tiệm chụp hình khác á, studio khác á, thì bạn mới cạnh tranh được người ta các bạn. Đó là tôi nói thêm các bạn rất kỹ về phần đó. Rồi thì có nhiều Photoshop trên mạng giờ có những cái chức năng cơ bản thì không nói rồi. Rồi trên mạng giờ có nhiều cái anh chị chia sẻ, những bạn khác chia sẻ những cái lướt in các bạn, để bạn chỉnh sửa ảnh rất là nhanh, chỉ cần lít một vài cái thôi. Giả sử như lít một cái là mịn da, lít một cái làm sáng làm mịn gì đó, xóa mụn gì đó, thấy chưa? Nói chung là có những cái lướt in đó bằng được chỉnh sửa, được gán những cái tên bằng tiếng Việt luôn bạn, những cái nút công cụ đó được chuyển qua tiếng Việt luôn, rất là hay. Bạn lên những cái diễn đàn mà những cái diễn đàn mà designer, những diễn đàn mà chỉnh sửa ảnh đó, ở Việt Nam đó, trên Facebook đó, thì đều có hết. Rồi đó tao nói thêm ha, chia sẻ những gì tao biết thôi. Còn nếu mà bạn chụp tại bàn tiệc đó, thì thông thường thấy những bạn khác á, hoặc là lúc tao cũng vậy, tao chụp cho bạn bè tao á, thì tao sẽ do cái số lượng rất là lớn các bạn,
Thường chụp cái những cái tại chụp hình mà tại bàn tiệc có thường số lượng từ 300 trở lên thôi mà. 300 tấm á, một cái cuốn album 300 tấm lên thôi mà. Nên nếu các bạn chỉnh từng tấm như Photoshop thì chắc thua. Nên chúng ta sẽ sử dụng một cái phần mềm thứ hai là phần mềm có tên là Lightroom các bạn. Lightroom. Lightroom thì các bạn chỉ tạo ra những cái mẫu reset có sẵn. Rồi sau đó các bạn áp vào thôi. Tùy theo khách muốn chọn muốn có thể thích theo cái kiểu nào thì bạn có thể là cho khách khách xem thử một vài kiểu, một vài cái kiểu mẫu các bạn chỉnh sẵn á, thì khách ưng cái nào á, thì bạn chỉ cần áp reset vô nhấp một cái là cho nó áp dụng hết toàn bộ 300 bức ảnh luôn, rất là mau các bạn. Làm ta sẽ học bên Lightroom ha, thì đó tôi sẽ có thời gian thì tôi sẽ làm bên cái Lightroom, tôi sẽ nói sơ lại thôi. Thật ra là cái Lightroom tôi cũng đã chỉnh hướng dẫn các bạn rồi các bạn, hướng dẫn rất là chi tiết luôn, chi tiết hơn Photoshop luôn và những kỹ năng làm đó. Rồi tôi chỉ nói thêm ha. Rồi, còn cái công dụng thứ hai của cái việc mà học Photoshop á, là các bạn dùng để vẽ các bạn, vẽ đồ họa vector á. Thì nói về vẽ thì thực ra thì nếu mà đúng ra mà để công dụng mà để cho vẽ vector á, thì chúng ta thật ra thì chúng ta phải dùng bên Illustrator mới đúng bạn, mới đúng cái của bên Adobe phân ra các phần mềm, công dụng của phần mềm. Nhưng mà do Photoshop nó đã quá thông dụng rồi nên thông dụng trong việc chỉnh sửa ảnh á, nên người ta cái giao diện nó cũng quen thuộc quá rồi, nên người ta lấy nó làm cái công cụ vẽ vector luôn. Nhưng mà thật ra thì chúng ta đúng ra chúng ta phải dùng bên Illustrator AI á, chúng ta vẽ vector. Rồi xong được ha, xong được nói sơ một vài phút nói về cái tính năng cái công dụng để bạn biết được cái định hướng mà cần làm gì. Rồi là nói về cái học Photoshop á, thì học công cụ thì nhiều lắm, chúng ta chả biết chúng ta học cái gì để chúng ta biết được cái cốt lõi của Photoshop nữa. Thì đây bạn thấy nè, thực ra học Photoshop đơn giản là bạn chỉ có hai bước thôi, rất là dễ, bạn có hai bước thôi. Rồi thì quên đó, trước khi bắt đầu tao nói hai bước này á, thì tao nói sơ bạn là cái phần phím tắt nha. Thì thật ra thì cái phần phím tắt này tao đã chia sẻ cho các bạn ở cái phần mà tao hướng dẫn những cái bài về Photoshop trước á, những danh sách phát về Photoshop hướng dẫn nguyên bản là CC 2017, thì tao đang hướng dẫn các bạn là CC 2020. Rồi thì có nhiều phím tắt á, nhưng mà ghi thì thấy nhiều thôi chứ thật ra tao làm đúng một lần là tao nhớ hết rồi. Những cái thao tác rất là cơ bản, rất là dễ. Trong đó thì bạn lưu ý những cái phím tô tô màu đỏ nha, thì khoảng chừng 3 4 4 5, 4 5 cái phím màu đỏ này thì buộc các bạn phải biết, tại vì nó giống như cái việc chúng ta hít thở vậy ha. Hít thở chúng ta không cần nghĩ, chúng ta tự động chúng ta cũng phải biết hít như thế nào, thở như thế nào thôi. Đó, đây là những cái phím tắt lúc nào chúng ta phải biết. Phóng to nhỏ màn hình, di chuyển màn hình, chọn đối tượng là V, bỏ chọn là Ctrl D và transform thay đổi biến đổi đối tượng Ctrl T. Đó, năm cái này. Rồi. Tôi sẽ tải những cái phần đó bên dưới cái video này thôi. Quay lại vấn đề chúng ta học Photoshop có hai bước. Hai bước này thật ra nó cũng áp dụng cho cái việc bạn học học bên Lightroom, bằng Lightroom Classic á, để chỉnh sửa ảnh hàng loạt á. Rồi hai bước, bước đầu tiên là chúng ta sẽ chỉnh sửa ảnh sáng tối để bảo hòa màu. Có nghĩa là sao? Tôi sẽ giả sử như tôi sẽ cộng vào đây một cái bức hình cho bạn, cộng vào đây một bức hình nha. Rồi thì nếu cộng vào đây một bức hình đó thì thông thường khi bạn mà chụp hình á thì có hai loại định dạng chủ yếu chúng ta, một định dạng mà các bạn hay chụp trên điện thoại rồi đó thì thông dụng á là JPEG, PNG các bạn. Thì cái ảnh đó bạn chỉnh sửa trên Photoshop vẫn được, nhưng mà nó sẽ không hiệu quả bằng các bạn sử dụng những cái máy chụp hình mà chụp file RAW, file RAW các bạn, file RAW bên Canon hay là Nikon á. Thì cái file RAW giờ ta sẽ cộng với bạn một cái file có định dạng file RAW như cái file này của Canon á, .cr2 nè. Như là nó có cái đuôi không phải là JPEG PNG mà có đuôi .cr2, thì bạn có thể mở cái file RAW lên bởi cái phần mềm Photoshop hoặc là cái phần mềm Lightroom hoặc là bên cái phần mềm Camera RAW của Photoshop hoặc là bên Canon nó sẽ có phần mềm riêng của Canon để chỉnh sửa những cái file RAW đó. Thấy bạn. Rồi, giờ tôi mở cái Open nè, tôi mở lên một cái file tôi sẽ cho bạn xem đầu tiên rồi, cho bạn xem cái định dạng file nha, detail đây. Đây nè, hãy chờ định dạng cái file CR2, file RAW, có như của Canon á. Này ảnh này tôi sưu tầm, tôi tải từ trên mạng đây, hy vọng là không có bị dính cái phần bản quyền của một bạn nào đó. Tôi thấy rất là xinh, rất là dễ thương, tôi cũng lấy trên mạng đây. Của bạn là Phạm Thanh Tùng. Chụp cái stock là của, lấy cái kiểu dáng của Japan, của Nhật các bạn. Nhìn rất là dễ thương, rất là đẹp. À, hy vọng là bạn này không có vấn đề gì bằng bản quyền để tôi chỉnh sửa hướng dẫn các bạn ha. Tôi cũng không có chỉnh sửa gì nhiều đâu, tôi chỉ nói sơ cái cách chúng ta làm thôi.
cơ bản là cái stock này rất là ok rồi, chúng ta không cần chỉnh gì nhiều hết. Tôi thích những cái gì tự nhiên, không nên chỉnh quá nhiều thì trông nó giả tạo lắm. Rồi chúng tôi lấy một cái bức hình nữa bạn, một cái bức ảnh nào nha. Bức ảnh nào cũng dễ thương hết, không có bị lỗi nhiều. Tại vì thường thường chúng ta hướng dẫn người khác á, ta nên chọn những bức ảnh bị lỗi nhiều để chúng ta chỉnh sửa cho nó ưng ý, để cho tương tác nhiều những cái công cụ này cho bạn thấy cho nó rõ. Nhưng mà cái stock này tôi thấy nó quá tốt rồi nên ta không cần chỉnh sửa gì hết. Thì sẽ tôi kiếm đại cái này cho thấy cái gương mặt của cô bé này rất là xinh, tôi cho nó to lên. Rồi đây lưu ý các bạn ha, đây là file RAW ha. Rồi khi mà bạn mở một cái file lên mà định dạng file RAW thì nó sẽ hiện cho bạn trước tiên một cái hộp thoại. Đây là tôi đang sử dụng Photoshop CC 2020 thì nó sẽ sử dụng camera RAW 12.0. Các bạn, máy Canon đang chụp là máy EOS 6D, máy full RAM luôn. Rồi. Ok, hay nhìn bức ảnh nhìn rất là đẹp rồi, không cần gì hết. Thì sẵn đây tao nói thêm các bạn cho bạn nắm luôn ha, là thực ra những cái chức năng của cái công cụ mà camera RAW nè thì theo cá nhân tôi đánh giá thế, thật ra nó là hoàn toàn giống những cái công cụ bên phần mềm Lightroom luôn. Thì khi các bạn học nhiều rồi các bạn sẽ biết nó như nhau thôi, nhưng mà có điều cái giao diện nó trình bày khác nhau, và cái Lightroom á giao diện nó để là các bạn phải làm chỉnh sửa thao tác cùng lúc được nhiều cái thuận tiện hơn trong cái việc mà bạn copy dán những cái định dạng từ bức ảnh này qua bức ảnh khác cho nó nhanh hơn thôi. Đại khái là chỉnh sửa hàng loạt á, nhưng mà về các chức năng các công cụ á, thì tôi thấy là hoàn toàn y chang nhau, không cái Lightroom nó không khác gì cái camera hết, chỉ là cái giao diện nó khác nhau thôi và nó chỉnh sửa hàng loạt thôi ha. Thì khi nào các bạn học về cái phần Lightroom á, các bạn sẽ thấy được là tôi nói những cái đó có đúng không. Rồi quay lại vấn đề camera của tôi ha, thì tại sao khi bạn mở Photoshop lên lại có camera RAW này, thì cái hãng Adobe muốn chúng ta là camera RAW là những cái chỉnh sửa cơ bản ban đầu đối với một bức hình. Nếu như mà những bức ảnh nó không bị lỗi nhiều thì chúng ta chỉ cần chỉnh sửa cơ bản bằng camera RAW là ok, là chúng ta đã final là được cái kết quả cuối cùng rồi. Còn đối với những bức ảnh nào mà bạn đặc biệt bạn muốn chỉnh sửa nó chi tiết hơn hoặc là nó bị lỗi nhiều thì chúng ta mới vào trong Photoshop để chỉnh sửa những cái vùng chọn đó, những cái vùng lỗi đó. Ok ha, hiểu được tính chất vấn đề. Rồi bây giờ tiếp tục. Camera thì chúng ta biết sơ sơ thôi bạn, không cần biết nhiều đâu. Thứ nhất là nhìn từ trên xuống nè. Ok, cân bằng trắng. Cân bằng trắng ha, nghĩa là gọi auto và để shot cũng được. Thấy chưa, auto. Auto thì tự động nó cân bằng lại cái màu ấm và màu lạnh cho nó cân bằng với nhau ha. Auto là tự động. Rồi các bạn hãy chỉnh sửa đây cũng được, hai cái thanh này. Rồi, exposure là chỉnh sáng tối đây, contrast là tương phản, highlight, shadow. Nếu cái bức ảnh các bạn mà trường hợp bị cháy sáng nhiều thì bạn sẽ kéo cái highlight xuống như thế này. Thấy chưa? Thì tôi cảm thấy là cái phần cái tôi phóng to tí. Cái phần đau má của cái hai cái gò má cô này có cảm giác hơi bị cháy sáng một tí thôi. Thì chúng ta sẽ cứu sáng bằng cách là ta giảm cái này xuống một highlight một tí thôi. Ok, thấy chưa? Không cần giảm nhiều gì đâu. Nè. Để ta lấy cái chi tiết hai gò má lại nó bị mất rồi, ta sẽ giảm một tí thôi. Ok ha, giảm ít thôi, giảm khoảng 10 thôi. Ok, giảm xuống nữa cũng được, không vấn đề gì, nhưng mà ok gì được rồi. Thấy chưa, nó nhìn nó sẽ trông nó có lấy lại chi tiết hơn, thậm chí chúng ta lại giảm xuống một tí nữa. Ok, khoảng này đi. Rồi cái gì cũng vậy, chúng ta chỉnh ta phải để lại những cái chi tiết trên cái bức hình ta ha, chứ không nên chỉnh mà để nó mất hết chi tiết thì nó không được đúng ha. Như cái này nó hơi cũng còn hơi bị cháy sáng một tí. Ok, như thế này. Rồi sáng tối thì bạn chỉnh ở đây ha. Rồi độ tương phản bạn phải tăng độ tương phản một tí thôi. Rồi chi tiết texture là họa tiết, nó sẽ nổi khói lên, thì thường phong cảnh chúng ta sẽ tăng này lên tí. Còn về chân dung thì chúng ta ít tăng những cái này lắm. Đi hay cũng vậy. Rồi, vai ranh là cái saturation là chỉnh cho màu sắc nó tươi rực rỡ hơn. Giống như cái việc mà các bạn làm cho màu nó tươi lên bạn. Tươi giống như làm cho màu tươi lên nha. Giả sử như đây. Tôi kéo qua trái thế kìa, màu nó không tươi nó sẽ trở thành trắng đen luôn, khi kéo qua phải thì nó sẽ là tươi lên này. Lưới ha, tôi không sử dụng saturation ha. Saturation nó giống như là vai ranh mà nhân lên 5 lần vậy. Nên tôi chỉ sử dụng cái vai ranh thôi.
cho nó nhẹ các bạn. Mà nó ok ha, đây này, đây là mặc định nè, thấy chưa, ta sẽ tăng lên một tí thôi. Nếu bạn tăng quá thì nó sẽ như thế này ha, nhìn xem không, không đúng, ta chỉ tăng lên một tí thôi, đây khoảng 10 thôi. Ok, tùy theo bạn ha, bạn muốn thích nào thì tùy các bạn, nhưng mà ta tăng khoảng chừng khoảng 10 thôi. Rồi ok, nhìn bức hình rất là đẹp rồi. Rồi bạn muốn so sánh trước và sau thì bạn click vô cái chỗ này, nhìn giống như chữ Y ha. Đó, thì nó sẽ cho bạn biết là trước và sau. Thấy chưa? Bên tay trái là ảnh gốc là chữ before là trước, bên tay phải là after là sau ha. Chỉ ta chỉnh một vài thao tác trên camera thôi thì bạn thấy hai bức hình nó đã có cái sự khác biệt rất là lớn rồi. Thấy chưa? Da trắng hơn, hồng hơn. Cái phần cái chỗ mà mũi hay gò má nó sẽ có lại chi tiết, nó không bị cháy sáng. Toàn bức ảnh tôi sẽ tăng cái độ tương phản contrast lên nên nó sẽ là rõ ràng hơn. Thấy chưa? Chỉ đơn giản thôi, một vài thao tác thôi. Nếu các bạn đồng ý cái việc này rồi thì bạn chỉ cần click cái chữ done, nghĩa là nó kết thúc cái việc chỉnh sửa rồi luôn. Nó không cần mở cái việc bên, không cần mở Photoshop bên để chỉnh sửa nữa. Như tôi nói ở đầu video rồi á, khi các bạn chụp mà bạn đã canh chỉnh cho nó chuẩn rồi á thì các bạn chỉ cần chỉnh trong camera là ok rồi. Không cần qua Photoshop đâu. Thì chỉ khi nào chúng ta chụp nó dính người ở phía sau hay là lỡ bị lỗi gì quá thì chúng ta mới vào Photoshop chỉnh thôi. Tại vì nó nói cái việc mà nhiếp ảnh á, bạn biết sử dụng nhiếp ảnh, biết chụp hình rồi đó thì nó rất là quan trọng. Photoshop chỉ là cái hậu kỳ thôi. Lưu ý các bạn ha. Chứ không phải chúng ta cứ đụng để cái bức ảnh đẹp chúng ta cứ lấy Photoshop để chỉnh sửa là không sai ha, không đúng ha. Quan trọng đầu tiên của cái việc nhiếp ảnh là chúng ta phải chụp hình sao cho đẹp. Rồi ok. Trường hợp mà các bạn không đồng ý rồi thì các bạn có thể là vào trong mở thêm cái open này, open image nè. Để chúng ta mở cái file này trong Photoshop để chỉnh sửa. Rồi. Ok. Như vậy tôi đều hướng dẫn các bạn xong cái bước đầu tiên trong cái việc mà đã mất tiêu rồi. Bước đầu tiên trong cái việc mà chỉnh sửa màu sáng tối để bảo quà. Ok ha các bạn. Bước thứ nhất. Nhưng mà cái đó là một cách thôi, nhưng mà tôi thường hay sử dụng cái cách là chỉnh sửa trong camera thì nó chuẩn hơn. Còn các bạn có thể sử dụng cái cách thứ hai để chỉnh sửa độ sáng tối, độ bão hòa màu gì đó. Thì như nãy giờ tôi làm các bạn thì bạn hãy chỉnh sửa trong đây. Chỉnh sửa trong đâu? Ở trong đây nè bạn. Thì bạn sẽ thấy là cái file chúng ta đang có ổ khóa hay nó khóa, bạn nhấp đôi trái, sau đó enter cho nó bỏ cái việc khóa đi. Nó trở thành layer bình thường đi. Rồi. Sau đó các bạn có thể click vô trong cái adjustment là bạn chọn bất kỳ cái nào trong đây hoặc là bạn chọn ở đây. Hai cái gì là một thôi, nó đều là một adjustment layer, cũng là layer dùng để hiệu chỉnh về sáng tối màu sắc. Hay bạn click vô đâu cũng được. Đó, bạn click vô đây thì nó hiện các chữ cái ra, còn bạn click đây thì bạn nhìn thấy các biểu tượng. Rồi, tôi nói thêm một vài phút nha. Giả sử như các bạn muốn chỉnh sửa về sáng tối là cái này. Ok, brightness, contrast, sáng tối. Kéo phải sáng, cái tay tối. Nhấp đôi vào đây thì về mặc định default. Còn đây là contrast. Thấy chưa? Nó contrast là tương phản giữa sáng và tối cho nó đậm nét, nhưng mà chúng ta không nên làm vậy ha. Ok. Rồi, thì bạn lưu ý là khi ta làm ra được cái tạo mới, được ta được một cái layer mới ha, nó không có ảnh hưởng lên cái layer cũ. Thì thực ra thì bạn sẽ thấy nhiều anh chị khác á chỉnh sửa về cái độ sáng tối như này á, thì các anh chị khác có thể làm một cái cách này, nhưng mà tao không khuyến cáo làm cái cách này ha. Nghĩa là các bạn sẽ chọn cái layer này, sẽ đó vào trong cái image này, adjustment đây để chỉnh sửa. Tất cả cái chức năng thì nó đều như nhau thôi, tất cả chức năng trong đây là nó đều như nhau, như đều như ở ngoài đây thôi. Nhưng mà nó khác nhau một điều là khi bạn đang chọn layer số 0 này, bạn chỉnh sửa image adjustment đây thì tất cả những cái này nó sẽ áp dụng trực tiếp lên trên cái layer 0 chúng ta luôn, nghĩa là áp dụng trực tiếp lên trên bức hình này luôn. Lỡ sau này các bạn không đồng ý cái việc chỉnh sửa này rồi, bạn thấy nó chỉnh quá lố sáng đi, các bạn muốn quay lại thao tác trước ha, quay lại thao tác trước. Nếu lỡ bạn lưu file rồi mà không có lưu cái history này rồi á thì thua, chúng ta không thể nào làm được thao tác là Ctrl Z để quay lại. Bởi vì tôi khuyên các bạn là không nên làm thao tác đó, mà chúng ta phải làm cái thao tác như tôi vừa làm, mà chúng ta sử dụng những cái adjustment layer ngoài đây hoặc là ở đây, hoặc là ở đây các bạn, hoặc là ở đây, chứ không nên chọn ở đây nha, không nên chọn ở đây. Thì khi đó thì nó sẽ tạo ra một cái layer chỉnh sửa màu sắc riêng. Đó. Khi bạn không muốn áp dụng thì bạn chỉ cần click vào bỏ con mắt. Ok ha.
dễ ha, bỏ con mắt để bỏ áp dụng. Rồi, tao nói sơ cho bạn hiểu rồi, đây là chỉnh sáng tối độ tương phản, click vào đây để không áp dụng, hoặc là nhấn delete luôn xóa, nó không ảnh hưởng đến file gốc, bạn thấy chưa? Còn ở đây chỉnh sửa theo dạng thanh trượt, nó đây thanh trượt ha. Tao không đi vào chi tiết từng cái này, tại vì đi chi tiết rất mất thời gian, và tôi cũng đã hướng dẫn các bạn ở cái phần các video trước rồi, video trước mà tôi hướng dẫn về Photoshop CC 2017 á. Rồi, tôi chỉ nói các bạn để các bạn hình dung trong cái CC 2019 này nó tương tự đây, là những thao tác chính chúng ta cần làm thôi. Rồi, chỉnh sửa theo đường cong này bạn sử dụng cơ tương tự như này. Đó. Thấy chưa? Cơ bản nó giống như hồi nãy tôi chỉnh sửa ngoài camera raw thôi. Chúng ta sử dụng hết những cái này. Tôi sẽ nói sơ tính năng cho bạn lưu ý thôi. Màu đơn sắc, màu chuyển sắc, mẫu màu, sáng tối độ tương phản, chỉnh sửa sáng tối theo thanh ngang, sáng tối theo đường cong, exposure chỉnh độ sáng, độ nhạy sáng, varnish là màu sắc tươi sáng rực rỡ, hue saturation là độ bão hòa, đổi màu, đại khái là đổi màu, color balance là cân bằng màu, nghĩa là đại khái cho bạn hiểu là giống như là cân bằng trắng vậy. Các bạn hãy dùng chức năng này để blend màu. Black white là trắng đen. Photo filter là cũng có thể là lên màu. Thật ra là bạn có thể áp dụng vô cái việc là nó là lên màu đó bạn. Và bạn có thể áp dụng vô cái việc là chuyển tông màu sang tông ấm hoặc là tông lạnh. Các bạn, tôi làm thử cho bạn xem nè. Ok ha. Rồi, hiện tại đang chọn cái đây. Bạn nhìn kỹ nha. Đây mặc định cái bức cái chúng ta chưa bật lên nè. Bây giờ hình chúng ta sẽ được cái tông ấm, tại vì chúng ta đang chọn đây là của ấm ninh. Bạn muốn chuyển sang tông lạnh đúng không? Tôi sẽ chọn bạn xem tông lạnh đây. Thấy chưa? Ok ha. Bạn hãy sử dụng, bạn hãy chọn một cái màu bất kỳ ngoài đây cũng được. Nó, thấy chưa? Chỉnh cường độ đây hoặc là hãy chọn một cái màu khác. Đây là có thể sử dụng cái này làm cái chức năng blend màu. Cũng ok thôi. Rồi. Xong. Tắt nó đi hoặc là xóa nó luôn, chọn delete. Ok. Rồi xong. Nên là tôi hướng dẫn các bạn xong cái việc mà cơ bản nhất của Photoshop là chúng ta sẽ chỉnh sáng tối độ bão hòa màu, áp dụng cho toàn bộ cái bức hình chúng ta. Sáng tối độ bão hòa màu. Đơn giản các bạn, đâu có gì khó đâu, thấy chưa? Một vài thao tác là bạn biết rồi. Rồi. Chúng ta sẽ tới cái phần bước số 2 ở video sau, là câu hỏi đặt ra là trường hợp chúng ta muốn chỉnh sửa chỉ một cái vùng nữa thôi, không có áp dụng hết toàn bộ bức hình. Nãy giờ tôi hướng dẫn các bạn từ đầu video, giờ là tôi áp dụng hết toàn bức hình đúng không? Giờ trường hợp này tôi chỉ muốn áp dụng ở một cái vùng nữa thôi. Giả sử như tôi chỉ muốn áp dụng chỉnh sáng lên hoặc hồng cho cái phần da thôi. Nó không ảnh hưởng đến những cái phần khác trong bức hình này. Hoặc là tôi muốn chọn cái phần màu môi cho nó rực rỡ hơn. Hoặc là tôi muốn chỉnh cái răng cô này cho nó trắng hơn một tí mà nó không ảnh hưởng đến vùng khác, thì chúng ta sẽ video sau chúng ta sẽ biết laser là gì, tạo vùng chọn là mặt nạ là gì. Vùng chọn và mặt nạ là gì các bạn. Rồi, video này tương đối là dài rồi, tôi sẽ kết thúc video này đây. Thì tôi sẽ tiến qua nhanh video sau, tôi sẽ nói nhanh bạn ha. Và những cái phần số 2 này là xong. Tôi là Tú Phan, đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.